Tại mọi tư chiến kính chào của chú anh chị các tỉnh gần xa. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2023. Sớm bò bị trại mà em đang lộn ngày. Ngày 1 rồi đang ngày 2. Quên ngày. Xin lỗi. Nay ngày 1 tháng 2 năm 2023 bò về trại gồm có bò bê, phóc kem, bò lỡ nhiều. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Em xét tới chuồng chốt bò em xe nhà em giao tận nơi cho anh chị. Bò chuẩn bị xuống trại đó là 3 bò lỡ nữa. Tổng cộng bò lỡ rất là đông luôn. Con số 1 nè. Dần dần luôn. Con số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 là 10 bò lỡ. Còn cái lô bên đây là nhỏ hơn 1 chấm. Đây. Rồi dắt luôn nha. Dắt luôn. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần quỹ ban xã Nhận Phú Tân tỉnh Bến Tre. Anh chị có thời gian đến với trại xem. Còn không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò em nhận qua Zalo là một lần nữa để anh chị xem biết chốt. Bên kia luôn, bên kia luôn. Ok, mày đứng nói cái gì ạ? Giờ xuống bò hay là đứng nhiều chuyện? Chẳng đó. Nó lọt xuống đó, nó lọt xuống cái hẻm đó. Thank you.